Mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp tại miền Trung. Đã có thêm ít nhất 3 người chết trong một vụ sạt lở núi nghiêm trọng tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thủy điện Lai Châu, công trình đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, chính thức vận hành thương mại từ hôm nay, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh tăng từ 15 giờ chiều nay lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2016 đến nay. Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin 19 giờ thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cả trong nước và thế giới đã xảy ra rất nhiều vấn đề thời sự như những gì mà chúng ta vừa cùng nhau điểm qua. Trong bản tin tối hôm nay, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình mưa lũ miền Trung, công tác tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở núi ở Nha Trang, cũng như là những phân tích của các chuyên gia quốc tế về tình hình an ninh ở châu Âu trong mùa Giáng sinh sau vụ khủng bố Berlin và cả những căng thẳng ngoại giao giữa các nước sau vụ đại sứ Nga bị ám sát tại Thổ Nhĩ Kỳ, cùng rất nhiều tin tức đáng quan tâm khác. Rất mong quý vị sẽ ở lại cùng chúng tôi đến cuối chương trình. Còn bây giờ xin được bắt đầu bằng những thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ miền Trung. Ngày hôm nay, lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã xuống mức báo động 1, báo động 2. Tình trạng mưa lớn cũng đã không còn căng thẳng như những ngày trước. 4 đoàn công tác thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng bắt đầu đi 8 tỉnh Nam Trung Bộ từ hôm nay để rà soát kỹ thiệt hại sau cơn lũ chồng lũ và có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ các tỉnh khôi phục sản xuất nông nghiệp. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do ông Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Trồng trọt làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại trong nông nghiệp do mưa lũ gây ra trong thời gian qua tại Khánh Hòa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ tập trung đáp ứng nguồn giống cho các tỉnh thành từ kho dự trữ quốc gia và nguồn từ các đơn vị sản xuất kinh doanh, giúp địa phương khôi phục sản xuất. Bộ cũng sẽ hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi đến từng địa phương để hạn chế tình trạng dịch bệnh, xây dựng cơ cấu giống cây trồng phù hợp với lịch thời vụ và tình hình thời tiết. Sau các đợt mưa lũ ở miền Trung, ước tính tổng thiệt hại là gần 800 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 19 tháng 12, mưa lũ cũng đã khiến 24 người chết, trong đó chỉ riêng Bình Định đã có tới 16 người thiệt mạng. Số người chết do mưa lũ ở miền Trung ngày hôm nay đã tăng thêm 3 người, đều là những nạn nhân của vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng hôm nay ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tiếp tục tìm kiếm ít nhất là một nạn nhân mắc kẹt trong hàng ngàn khối đất đá. Tại hiện trường, hàng ngàn mét đất đá đã vùi lấp, làm sập hoàn toàn 6 nhà dân sống tại chân núi Xanh, thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Các hộ dân cho hay bắt đầu từ 12 giờ đêm, nghe tiếng đất đá rơi, một số người đã kịp ra ngoài thoát thân. Đến 1 giờ 30 phút sáng, một tảng núi đã đổ sầm xuống, vùi lấp ít nhất 4 người khi đang ngủ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ, lực lượng cứu hộ tại chỗ và hàng chục phương tiện đến cứu nạn. Có 3 người đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đến 7 giờ 30 phút sáng nay, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 thi thể nạn nhân là 2 bà cháu Phan Thị Cư, sinh năm 1958 và Lê Anh Khang, sinh năm 2012, đến nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thì trong đêm thì nói chung là cũng không có phòng được. Khi lũ núi nó đè xuống thì nó lấp nguyên nhà luôn. Nhà bên cạnh đổ hết đè lên gia đình nhà tôi. Hiện tại bây giờ thì tất cả gia đình tôi đều được đưa đi cấp cứu. Nhưng mà bố tôi thì đang mổ đầu. Đến khoảng 9 giờ sáng nay, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm ít nhất 2 nạn nhân được xác định là 2 mẹ con vẫn còn đang bị chôn vùi trong đống đất đá. Danh tính được xác định ban đầu là bà Phạm Thị Hoa, sinh năm 1973 và em Phạm Cao Sang, sinh năm 1998. Do địa hình hiểm trở, thời tiết xấu, nguy cơ sạt lở núi phức tạp nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Vụ việc xảy ra vào ban đêm, các cái thiết bị chiếu sáng lớn của cảnh sát phòng cháy cũng không đưa vào được. Chủ yếu sử dụng đèn pin cũng như các cái phương tiện thiết bị chiếu sáng nhỏ khác. Do đó là cái công tác cứu nạn rất là khó. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tập trung cứu hộ, sơ cấp cứu những người bị thương, hỗ trợ thiệt hại ban đầu cho các gia đình nạn nhân. Tỉnh cũng đã yêu cầu là thành phố Nha Trang khẩn trương tiến hành là hỗ trợ kiểm tra những thiệt hại để hỗ trợ bà con, và các lực lượng chức năng sẽ tập trung sau khi giải quyết cái cấp cứu xong thì cũng sẽ hỗ trợ bà con. Theo chính quyền xã Phước Đồng, khu vực chân núi Xanh có khoảng 30 hộ dân sinh sống. Những năm trước vào mùa mưa cũng từng xảy ra sạt lở.
Tuy nhiên, cả chính quyền và người dân nơi đây không lường trước được hậu quả sạt lở nghiêm trọng như lần này. Và điều đáng nói, đây không phải là vụ sạt lở đất núi đầu tiên ở Khánh Hòa trong đợt lũ vừa qua. Trước tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng nguy hiểm, kiên quyết cưỡng chế di rời đến nơi an toàn. Tình hình thời tiết ở khu vực miền Trung đã có vẻ khả quan hơn khi mà hôm nay 20 tháng 12, sau chuỗi ngày phải nằm bờ vì biển động, ngư dân Quảng Ngãi đã tất bật ra khơi trở lại ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa. Hôm nay 11 ngư dân đi trên tàu QNG98223TS của ngư dân Võ Trí Sơn chính thức mở biển trở lại sau hơn một tháng ròng phải nằm bờ vì biển động liên tục. Do phải neo đậu nhiều ngày không đi biển nên những chủ tàu ở Quảng Ngãi như tàu của ngư dân Sơn phải chịu cảnh thất thu vì mất vài phiên biển. Ở nhà cả tháng này rồi, ở nhà không làm gì phải thất thu chứ. Gỡ ghe là một ngày 80.000. Còn ở nhà một tháng tính tới thôi. Nơi em mà mình ra biển. Trời em bên này nơi em nè, mình ra biển, biển không biết gió ngày nào mình vô lại nữa. Trong ngày hôm nay, tại các cảng cá của tỉnh Quảng Ngãi như Sa Kỳ, Tịnh Hòa, Sa Huỳnh, hàng trăm tàu cá của ngư dân đang tất bật cho phiên biển ra lại Hoàng Sa, Trường Sa mưu sinh. Đang là thời điểm cuối năm giáp Tết nên biển hết động đã tạo điều kiện cho ngư dân kiếm thêm nguồn thu nhập từ biển. Giao biển động muộn đó rồi từ giờ đó rồi anh em vào bữa đây bà Nam là tháng 9 rồi đã động rồi. Có thoáng là biển gió động rồi bò câu mới ra với mở biển chạy để kiếm tiền tiêu Tết. Trời ơi mà gió em chuẩn bị ra không? Thành thủ đi gần Tết rồi. Trên 40.000 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung ra khơi trở lại. Ai cũng mang theo hy vọng phiên biển lần này sẽ bội thu để bù đắp phần nào cho khoảng thời gian phải neo tàu nằm bờ suốt hơn một tháng qua. Đặc biệt đối với những ngư dân bám biển Hoàng Sa, Trường Sa thì biển êm trở lại đã giúp cho họ có điều kiện trở lại với ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa để mưu sinh và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sáng hôm nay 20 tháng 12 tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Thủy điện Lai Châu, công trình cấp đặc biệt quan trọng quốc gia đã chính thức vận hành thương mại. Với việc hoàn thành sớm hơn kế hoạch một năm, làm lợi cho đất nước gần 7.000 tỷ đồng. Ngoài ra đã mang lại khoảng hơn 5.000 tỷ đồng doanh thu mỗi năm. Thủy điện Lai Châu là công trình cấp đặc biệt, quan trọng quốc gia với tổng công suất 1.200 MW, là công trình thủy điện lớn thứ 3 của cả nước nằm trên dòng sông Đà. Dự kiến năm 2017 sẽ sản xuất khoảng 4,2 tỷ kWh, chiếm 2,1% lượng điện cả nước. Đồng thời góp phần quan trọng vào việc hạn chế các tác động của biến đổi khí hậu, điều tiết lũ về mùa mưa, cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Tây Bắc của Tổ quốc. Tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, việc hoàn thành công trình sớm hơn tiến độ một năm đã mang lại nguồn lợi to lớn về kinh tế, khoảng hơn 5.000 tỷ đồng doanh thu một năm. Đồng thời cơ bản đã khai thác được tiềm năng thủy điện trên sông Đà với tổng công suất các nhà máy thủy điện lên đến 6.500 MW và tổng sản lượng điện khoảng 25 tỷ kWh, chiếm gần 1/3 sản lượng thủy điện toàn quốc đến năm 2020. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành nhà máy, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị cần tuân thủ tuyệt đối các quy trình vận hành liên hồ chứa để phát huy hiệu quả điều tiết lũ, đảm bảo nước tưới cho nông nghiệp, điều tiết nước hợp lý cho vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo đời sống, sắp xếp bố trí việc làm hợp lý và đề xuất các chế độ chính sách để đảm bảo quyền lợi cho công nhân, người lao động sau khi tham gia xây dựng Thủy điện Lai Châu. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, 919 đồng trên 1 lít, đó là mức tăng giá bán lẻ của xăng RON 92 trong chiều nay theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài Chính. Đây là lần tăng thứ hai liên tiếp của giá xăng kể từ chu kỳ giảm cuối tháng 10 và cũng là đợt điều chỉnh cuối cùng của năm 2016. Kể từ 15 giờ chiều nay, giá bán lẻ tất cả các mặt hàng xăng dầu đều đồng loạt được điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá xăng khoáng gồm xăng RON 92 và 95 tăng thêm 919 đồng một lít, xăng sinh học E5 tăng 800 đồng một lít, dầu diesel tăng 761 đồng một lít, dầu hỏa tăng 734 đồng một lít và dầu mazut tăng 672 đồng một kg. Sau khi tăng, giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường khu vực 1 phổ biến ở mức 18.290 đồng một lít đối với xăng RON 95,
17.590 đồng một lít đối với xăng RON 92, 17.320 đồng một lít đối với xăng E5, 13.430 đồng một lít đối với dầu diesel, 11.940 đồng một lít đối với dầu hỏa và 10.630 đồng một kg đối với dầu mazut. Giá bán lẻ xăng dầu khu vực 2 cao hơn so với khu vực 1 từ 230 đến 360 đồng một lít tùy từng mặt hàng. Việc chi sử dụng quỹ bình ổn giá tăng từ 500 lên 600 đồng một lít đối với xăng khoáng nhưng lại giảm từ 100 đến 150 đồng một lít đối với xăng sinh học và các mặt hàng dầu. Đây là lần tăng thứ hai liên tiếp của giá xăng kể từ chu kỳ giảm bắt đầu vào cuối tháng 10. Sáng nay tại Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu dầu diesel trị giá hơn 168 tỷ đồng đối với bị cáo Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Đồng Tháp cùng 11 bị cáo. Sau phiên sơ thẩm vào ngày 8 tháng 1 năm 2016, đã có 12 bị cáo kháng cáo, kháng nghị bản án lên Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Trong đó có Nguyễn Thế Dũng, sinh năm 1955, trú tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, nguyên là Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Dầu khí Đồng Tháp, từng bị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt mức án 19 năm tù. Tại bản án sơ thẩm, căn cứ vào tài liệu chứng cứ đã đủ cơ sở kết luận về tội buôn lậu đối với Nguyễn Thế Dũng và đồng phạm. Các đối tượng trong đường dây của Dũng đã có hành vi mua bán trái phép hơn 7,6 triệu tấn dầu diesel tạm nhập tái xuất của Công ty Dầu khí Đồng Tháp. Việc buôn lậu dầu được hợp thức hóa bằng hồ sơ tái xuất giả do Công ty Đông Phương Trung Quốc. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã trưng cầu giám định tài chính kế toán thuộc Bộ Tài chính và kết luận trị giá hàng buôn lậu là hơn 168 tỷ đồng. Hậu quả thiệt hại là gần 23 tỷ đồng, bao gồm các khoản thuế thất thu cho ngân sách nhà nước. Dự kiến phiên xét xử phúc thẩm diễn ra trong vòng 3 ngày. Tổng cục thuế vừa công khai các cơ sở kinh doanh thuộc loại rủi ro cao về thuế với số lượng lên tới 12.000 doanh nghiệp. Tổng cục thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương rà soát bổ sung các quyết định ban hành về danh sách các doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế chuyển sang mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành trong 6 tháng cuối năm 2014, năm 2015 và 11 tháng đầu năm 2016. Tại một số địa phương vẫn thấy có sai phạm gian lận về hóa đơn. Cùng với việc xây dựng hoàn thiện bộ tiêu chí chỉ số, Tổng cục thuế cũng sẽ tổ chức xây dựng ứng dụng quy trình quản lý làm công cụ thực hiện rà soát tự động để định kỳ rà soát doanh nghiệp theo các tiêu chí rủi ro đã quy định. Thưa quý vị và các bạn, thông tin hai lao động Hà Tĩnh đang làm việc tại Angola bị cướp thiêu sống cách đây 2 tuần, trong đó một nạn nhân đã tử vong, một nạn nhân đang trong tình cảnh nguy kịch khiến dư luận thêm một lần nữa bàng hoàng. Những câu chuyện này tiếp tục là tiếng chuông cảnh báo những rủi ro mà lao động Việt Nam không phép tại nước ngoài phải đối mặt. Nhận được hung tin con gái đã mất hơn một tuần nay, vợ chồng ông Hoàng Minh, bà Hoàng Thị Phụ khóc cạn nước mắt. Con mất thì đã đành, nhưng không biết đến bao giờ thi thể con mình mới được đưa về nhà. Vì hoàn cảnh gia đình, năm 2011, chị Hoàng Thị Văn đã phải gửi lại đứa con nhỏ cho bố mẹ để sang Angola kiếm tiền. Mới đây chị gọi điện bảo sẽ về quê đón Giáng sinh cùng gia đình. Thế nhưng, niềm vui chưa kịp nhen lên, thì tin dữ đã ập đến. Bố mẹ ở nhà cũng trông mong mà cũng mệt mỏi lắm. Thì dư là nhờ là cháu con o. Ở bên đây là vay tiền của những người bạn thân của nhít của cháu. Thì để đưa em về chú cầu mưu. Dư đừng đáng chờ vào cái khoản tiền để mình đáng chú đủ tiền vé máy bay rồi thì tiền là mái tảng, thì để đưa em về giữ ở trong lô phòng lành của hàng không đó là một ngày là 180 đô. Những cái chết tiếp tục nối dài nỗi đau của lao động Hà Tĩnh tại Angola. Đang nói đây đều là những lao động chui, lao động không phép và do vậy họ không nhận được sự bảo hộ về mặt luật pháp của đất nước sở tại. Chúng tôi cũng như thế là khuyến cáo với anh chị em thanh niên, nếu chúng ta có cái nhu cầu xuất khẩu lao động thì chúng ta tìm những nước đảm bảo về an toàn mà có các cấp các ngành được như thế là chứng nhận được đảm bảo về xuất khẩu lao động. Chứ như nước Angola thì chúng tôi cảm thấy xuất khẩu lao động đa số vì lao động là đi chui, không có cái hợp đồng lao động. Trước hết đấy là cái người lao động mà đi cư trú bất pháp thì bản thân anh ta đó là vi phạm quy định pháp luật của nước sở tại và cũng như các cái quy định của nước Việt Nam. Cái điều thứ hai đấy là cái người lao động mà cư trú bất pháp thì nó chịu rất nhiều rủi ro từ sự việc truy bắt, truy đuổi đến cái việc là không được nước
pháp luật nước sở tại bảo lãnh. Cái vấn đề thứ ba đấy là các cái nguy cơ rủi ro về an ninh, về tính mạng đối với người lao động cư trú bất pháp cũng rất là lớn. Xảy ra được nhiều vụ cướp bóc, nhiều vụ chém giết mà như vừa qua chúng ta đã thấy tình hình ở Angola là một cái điển hình. Theo thống kê, Hà Tĩnh hiện có khoảng 7.200 lao động làm việc không phép tại Angola. Trong đó, huyện Cẩm Xuyên có 710 lao động. Đã có rất nhiều khuyến cáo về tình hình an ninh trật tự phức tạp, về dịch bệnh không được kiểm soát tại quốc gia Tây Phi này. Nhưng vì áp lực mưu sinh và cả sự thiếu hiểu biết, nên nhiều lao động vẫn nhắm mắt đưa chân. Hậu quả là danh sách về những cái chết thương tâm trên đất Angola cứ ngày một nối dài. Trong phần tiếp theo của chương trình, cùng tìm hiểu những điểm mới được cho là có lợi hơn cho thí sinh cũng như các cơ sở đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2017. Cuộc gặp gỡ đặc biệt của ba con người tạo nên bức ảnh lịch sử trong chiến tranh biên giới 1979, cô bộ đội bế em bé. Phóng viên hãng thông tấn AP kể lại thời khắc kinh hoàng chụp bức ảnh đại sứ Nga bị sát hại tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày hôm nay 20 tháng 12 đã ghi nhận 141 ca nhiễm virus Zika tại 23 trên 24 quận huyện, trong đó có 18 thai phụ nhiễm bệnh. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, hiện toàn thành phố chỉ còn quận 8 là chưa phát hiện ca bệnh nào. Trong số các huyện nhiễm virus Zika thì có Bình Thạnh đang dẫn đầu với 28 trường hợp, tiếp theo là quận 2, quận 12, quận Thủ Đức, Tân Phú, Gò Vấp và Phú Nhuận. Bên cạnh đó, trong số 141 ca mắc virus Zika, hiện có 95 bệnh nhân đã qua 28 ngày theo dõi. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường phun xịt hóa chất diệt muỗi trên diện rộng, vệ sinh môi trường, diệt loang quang, tuyên truyền người dân chung tay phòng dịch. Bên cạnh biện pháp phun sương lạnh phổ biến, thành phố cũng vừa thí điểm phun mù nhiệt theo công nghệ của Singapore với hạt thuốc nhẹ lơ lửng trong không khí lâu hơn có thể diệt cả muỗi đang bay. Hôm nay khóa khai giảng đào tạo chuyên khoa 1 theo 7 chuyên ngành là chẩn đoán hình ảnh, ngoại khoa, nội khoa, sản phụ, truyền nhiễm, xét nghiệm và nhi khoa cho các bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn công tác đã vừa chính thức bắt đầu. Đây là những bác sĩ trẻ được lựa chọn theo tiêu chuẩn khắt khe của Bộ Y tế phục vụ cho dự án thí điểm đưa các bác sĩ trẻ tình nguyện về 62 huyện nghèo trên cả nước. 15 bác sĩ trẻ được lựa chọn lần này là những bác sĩ vừa mới ra trường, tốt nghiệp loại giỏi và được đào tạo chuyên khoa 1 tại Trường Đại học Y Hà Nội với mô hình đặc thù một thầy, một trò. Theo đó, 15 bác sĩ này sẽ được đào tạo chuyên khoa 1 ở 7 chuyên ngành khác nhau như chẩn đoán hình ảnh, ngoại khoa, nội khoa, sản phụ, truyền nhiễm, xét nghiệm và nhi khoa với thời gian 24 tháng trước khi được đưa về vùng khó khăn công tác. Thời gian làm việc tối thiểu tại vùng khó khăn sẽ là 3 năm. Sau khi trúng tuyển, các bác sĩ này sẽ được đặc cách tuyển dụng tại các bệnh viện trung ương, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Ca. Dự án bác sĩ trẻ tình nguyện là bước đột phá của ngành y tế trong công tác khám chữa bệnh cho người dân tại các huyện miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Qua đó tạo cơ hội cho người nghèo được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hạn chế chuyển tuyến, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về chăm sóc y tế giữa các vùng miền. Nhiều năm nay, người dân sống ở các thôn Yên Lý, Yên Ninh, Yên Lộc thuộc xã Yên Bái, huyện Yên Định của tỉnh Thanh Hóa phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ căn bệnh ung thư quái ác sẽ gõ cửa đến từng nhà. Bởi mỗi ngày qua đi, số người bị mắc căn bệnh ung thư ngày một nhiều. Người dân lại càng hoang mang lo sợ mà chưa biết nguyên nhân từ đâu. Trong khi đợi chờ cơ quan chức năng xác định nguyên nhân, cái tên xã Yên Bái đang dần được thay thế bằng cách gọi xã ung thư. Nửa năm nay, bé Tuyết đã phải nghỉ học để điều trị bệnh ung thư máu. Hai tháng một lần, cô bé mới 15 tuổi này phải xạ trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Em thấy mệt và đau đầu, em rất muốn đi học lại và em thấy mình buồn. Còn người đàn ông hơn 60 tuổi này vừa trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày do phát hiện ung thư ở giai đoạn 2. Còn vợ ông cách đây không lâu cũng đã phẫu thuật cắt bỏ cả hai vú. Gia đình đã khó khăn, nay lại nợ nần chồng chất. Cũng cứ đi chữa huyện, rồi không được. Xuống Tri Đức chữa, xuống bệnh viện huyện, lấy thuốc chữa cũng không có. Từ hôm cuối năm là về
xuống tỉnh. Xuống tỉnh khám thì sức khỏe kiệt rồi. Bác sĩ cho chuyển ra ngoài bệnh viện cả. Thế nhưng ông Ninh hay bé Tuyết chỉ là một trong danh sách dài những người mắc ung thư tại địa phương này. Theo thống kê, từ năm 2010 đến nay, xã Yên Bài có gần 100 trường hợp mắc ung thư, trong đó 33 trường hợp đã tử vong. Không xác định được về nguyên nhân cụ thể được, bởi vì trách nhiệm về khoa học thì phải do các cái cơ quan có thẩm quyền xem xét. Trước đây, trên địa bàn xã Yên Bài có kho thuốc trừ sâu của hợp tác xã. Hiện kho thuốc này đã được san lấp và trở thành nơi họp chợ. Tuy nhiên, nhiều người dân nghi ngờ đây chính là nguyên nhân gây nên căn bệnh ung thư quái ác. Được biết, trong tháng 11 năm 2016, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu nước sinh hoạt tại xã này để kiểm nghiệm. Kết quả được công bố vào ngày 13 tháng 12 cho thấy, trong 14 chỉ tiêu dành cho nước sinh hoạt thì chỉ tiêu về mangan vượt ngưỡng cho phép. Đấy, còn để xác định được cái nguồn gốc của cái chỉ tiêu mangan đấy xuất hiện nhiều trong cái nước sinh hoạt thì cái này cũng là cái khó cho cái quản lý cấp huyện. Theo các chuyên gia khoa học, nếu nguồn nước sinh hoạt nhiễm mangan có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm. Chưa biết mangan có phải là nguyên nhân gây ra tình trạng trên hay không. Nhưng ở làng quê vốn thanh bình này, nhiều người đã mất vợ, mất chồng, nhiều đứa con mồ côi cha mẹ và nhiều ước mơ đang bị phá hủy. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới được công bố vài ngày, thế nhưng dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Trong dự thảo này, một trong những điểm đáng chú ý nhất đó là quy định bỏ hoàn toàn điểm sàn. Nhưng nhiều lo ngại cho rằng việc không quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tuyển, nhất là với các trường đại học ngoài công lập hay là những trường top dưới. Như nhiều trường đại học khác, trong hai mùa tuyển sinh năm 2015 và 2016, dù lấy mức điểm xét tuyển bằng mức điểm sàn và tuyển sinh theo hình thức học bạ, nhưng trường đại học này cũng không thu hút được nhiều thí sinh. Và thực tế, năm 2016 với hơn 100.000 thí sinh trên ngưỡng điểm sàn nhưng không nộp đăng ký xét tuyển, nhiều trường đã tuyển không đủ chỉ tiêu. Với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhiều năm nay trường luôn lấy điểm xét tuyển cao hơn từ 3 đến 7 điểm so với mức điểm sàn bộ quy định. Thế nên, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ ngưỡng chất lượng đầu vào không ảnh hưởng đến việc tuyển sinh của trường. Bỏ cái điểm sàn hay là cái ngưỡng, Bộ sẽ không công bố cái ngưỡng đảm bảo chất lượng. Tôi thì cho rằng là Bộ không công bố, điều đó không có nghĩa là chúng ta bỏ cái hoàn toàn cái ngưỡng đảm bảo chất lượng mà từng trường. Có lẽ đây cũng là cái trách nhiệm Bộ giao cái trách nhiệm cho các trường. Bỏ điểm sàn, đương nhiên cơ hội cho cả thí sinh và các trường sẽ tăng lên. Thí sinh sẽ có thêm cơ hội được học đại học và các nhà trường có vẻ sẽ dễ tuyển sinh hơn. Tuy nhiên, điểm sàn mà các trường tự quyết định sẽ thể hiện được uy tín và chất lượng của chính họ. Có nghĩa rằng các trường sẽ phải tự xác định xem là cái ngưỡng chất lượng của mình là như thế nào. Và đây cũng là cái mấu chốt liên quan đến cái phần chất lượng của các trường đại học. Và các trường sẽ phải tự chịu trách nhiệm về những cái lựa chọn của mình. Bỏ điểm sàn được cho là phù hợp với xu thế đào tạo đại học hiện nay, nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn về chất lượng khi thí sinh chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông là đã có đủ điều kiện xét tuyển đại học. Nếu như mà các trường có cái điều kiện đào tạo tốt và có cái tính sàng lọc tốt trong cái quá trình đào tạo đấy, thì cái điểm đầu vào nó không phải là thật là quan trọng lắm. Nhưng mà ở Việt Nam mình đấy, thì thường là điều kiện đào tạo các trường thì còn đang rất yếu. Thứ hai nữa là cái tính sàng lọc nó không có. 100 người được tuyển vào thì lại 100 người tốt nghiệp ra trường. Thì đấy là một cái điều phải hết sức là suy nghĩ. Bỏ điểm sàn, thí sinh có nhiều cơ hội được vào đại học. Nhưng quá trình học và đào tạo đại học đang được siết chặt với những quy định cụ thể trong chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia của từng ngành. Vì thế, cánh cửa đại học có thể dễ vào mà lại khó ra nếu thí sinh không hiểu được đúng năng lực và mong muốn của mình. Cùng với bỏ điểm sàn, thêm một thuận lợi nữa cho thí sinh trong xét tuyển đại học năm 2017 đó là quy định không giới hạn về nguyện vọng. Quy định nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển ngay trong đợt xét tuyển đầu tiên vào ngành học yêu thích ở những trường có mức độ cạnh tranh khác nhau. Tuy nhiên còn khá nhiều lo lắng như là các trường có bị dối, bị ảo hay là phần mềm tuyển sinh có bị nghẽn mạng khi các thí sinh ồ ạt truy cập hay không.
Tìm hiểu tiếp theo của nhóm phóng viên VTC. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Năm 2016, trường này tuyển được 96,7% so với chỉ tiêu được giao, dù lượng số thí sinh ảo chiếm gần 30%. Năm nay, khi thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trường sẽ phải tính toán chống ảo và lường xem thí sinh trúng tuyển có vào học trường mình hay không. Với kinh nghiệm của chúng tôi năm ngoái tham gia cái nhóm tuyển sinh GX thì chúng tôi đã biết là nếu như cái nhóm tuyển sinh mà giới hạn ở một số trường nhỏ thôi thì xử lý dữ liệu nó rất nhanh, chỉ bằng khoảng 1-2 tiếng thôi. Nhưng khi mà tăng lên cái số lượng trường trong cả nước thì e rằng nếu như phần mềm và hệ thống cơ sở máy tính không đủ thì cái thời gian xử lý nó sẽ khá là lâu và các trường cũng sẽ có lo lắng về cái vấn đề ảo. Trong khi mà thí sinh được đăng ký với số lượng nguyện vọng không hạn chế thì cũng là một cái điểm mà chúng tôi rất là quan tâm. Để giúp các trường loại bỏ những nguyện vọng thấp của thí sinh trúng tuyển vào nhiều trường, hạn chế tình trạng ảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng cổng thông tin tuyển sinh, cung cấp thông tin và công cụ thống kê tự động để hỗ trợ cho các trường thực hiện đúng quy chế tuyển sinh theo nguyên tắc cơ bản. Trong xét tuyển đợt 1, thí sinh chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất, có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Với các trường mà đã sử dụng cái cơ sở dữ liệu của Bộ thì chúng ta đều sử dụng một hệ thống, cho nên chúng ta xác định rất rõ được là các em sẽ có bao nhiêu nguyện vọng và vào những trường nào rồi. Thì chỉ có lăn tăn về những cái trường mà nó ở quá cái top mà rất là thấp. Các em có thể trúng tuyển nhưng có thể các em vẫn không đến nhập học. Thì thực tế này thì vẫn diễn ra ở 2 năm trước và những năm trước nữa. Thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái việc đấy. Bộ lập cái cổng thông tin tuyển sinh. Và đấy thì Bộ có cung cấp toàn bộ cơ sở dữ liệu thí sinh đăng ký vào trường, một cái trường nào đấy, và tất cả những trường khác các trường có thể tải về để mà nghiên cứu về phán đoán. Và sau khi mà đã phán đoán cái điểm trúng tuyển dự kiến của danh sách trúng tuyển dự kiến thì các trường có thể đưa cái danh sách đấy lên cái cổng thông tin tuyển sinh này để cho cái hệ thống tự động lọc ở những thí sinh có cái nguyện vọng thấp hơn để đảm bảo cho cái danh sách trúng tuyển vào nhà trường đó là mỗi em chỉ trúng tuyển một cái trường duy nhất. Như vậy, năm tới thí sinh sẽ có nhiều khả năng trúng tuyển ngay trong đợt 1. Phía các nhà trường có nhiều cơ hội để hoàn thành công tác tuyển sinh ngay trong đợt đầu này. Tuy nhiên, thí sinh phải tính toán thật kỹ để lựa chọn được đúng ngành, đúng trường yêu thích và phù hợp với năng lực. Như chúng tôi đã đề cập trong bản tin tối hôm qua về bức ảnh lịch sử Cô bộ đội bế em bé được chụp tại biên giới phía Bắc trong chiến tranh biên giới 1979. Ngày hôm nay, tại chính địa danh chụp bức ảnh cầu Tài Hồ Xìn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, ba nhân vật gồm nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường, cô bộ đội Bùi Thị Mùi và em bé Hoàng Thị Thu Hiền năm xưa đã có buổi gặp gỡ vô cùng đặc biệt. Để chuẩn bị cho chuyến trở lại Cao Bằng lần này, cô bộ đội ngày ấy, tức bà Bùi Thị Mùi bây giờ, phải xuất phát ở Phú Thọ từ tờ mờ sáng. Sức khỏe yếu, bà Mùi buộc phải ngồi xe cứu thương. Tuy nhiên, hành trình dài hơn 300 km ấy không thể dập được quyết tâm của bà. Tôi mừng lắm. Tôi cũng muốn gặp lại cái nơi tôi đã ở ngày xưa và cái nơi tôi đã bế em bé ra khỏi vòng vây. Tôi phấn khởi. Thì tôi tuy rằng cũng yếu thật nhưng mà tôi có quyết tâm cố gắng. Quyết tâm cao đấy. Cầu Tài Hồ Xìn. Đây cũng là nơi nghệ sĩ nhiếp ảnh Mạnh Thường chụp bức ảnh Cô bộ đội bế em bé hơn 37 năm về trước. Sau từng ấy thời gian, lần đầu tiên ông có thể hội ngộ với hai nhân vật chính của mình. Những cái nắm tay, nụ cười và ánh mắt rưng rưng. Cứ thế hồi ức của ngày đó, cứ thế theo họ lần lượt trở về. Qua mất một ngày một đêm nhưng cái ngày đấy nó cũng, cái thời nó cũng đói vì bao nhiêu ngày đêm không được ăn. Thế có bao giờ tôi nghĩ đến là sẽ gặp lại cái người mẹ của mình, người đã cứu mình không? Thời gian qua đi, người còn, người mất, dấu vết chiến tranh cũng theo đó được xóa mờ. Nhưng tình người thì vẫn còn vẹn nguyên, bất kể năm tháng. Tới đây, bản tin tối thứ 3 ngày 20 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.